sát thủ. Qua chiều rồi này. Hai hướng à? Vậy gì? Chiều dọc này, chiều ngang này. Cái hộp giữa có vẻ hơi hơi hẹp nhỉ? Mà phòng này để đựng tất tiếp này. Bé. Bé đấy nhỉ? Còn là có hai ngăn kéo để đựng tất hả? Anh nghĩ này thì hai ngăn hơn, ba ngăn hơi ngăn hơi bé. Để người ta đựng cái đồ nhỏ nhỏ. Đồ nhỏ. Vâng.